hàng chục ngàn người nườm nượp kéo về bãi biển Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, vui chơi và tắm biển trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, khiến bãi biển dài hơn 10 km này trở nên quá tải. Theo ghi nhận của phóng viên báo Thanh Niên, rất nhiều trong số gần 300 nhà nghỉ, khách sạn tại thị xã này đang trong tình trạng cháy phòng. Các nhà hàng ven bờ biển Cửa Lò cũng chật cứng du khách. Nhiều dịch vụ ăn theo như cho thuê áo tắm, phao, diều cũng nở rộ dọc khắp bờ biển Cửa Lò. Do lượng du khách đổ về đông, nhiều điểm trông giữ xe tự phát mọc lên gần bờ biển và được dịp hét giá từ 20 đến 30 ngàn đồng mỗi xe máy và 80 đến 100 ngàn đồng mỗi ô tô tùy loại. Để quản lý giá cả trong những tháng cao điểm du lịch và đảm bảo văn minh trong hoạt động kinh doanh, từ giữa tháng 4 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò đã ra công văn yêu cầu các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thị xã phải nghiêm túc chấp hành việc niêm yết giá công khai và chỉ được bán các mặt hàng theo giá đã được niêm yết. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò cũng công bố các đường dây nóng để du khách có thể phản ánh tình trạng bị chặt chém, để cơ quan chức năng có hướng xử lý kịp thời.